Liễu không? Liễu ơi! Vậy sao này Liễu? Chết rồi! Thánh thần đi rụng mới chết rồi! Cái gì chết? Ai chết? Trời ơi! Chết gì rồi em ơi? Bà chết hả? Ê! Bà hãy đợi tôi xíu! Đi đâu? Đâu ạ? Hả? Đâu ạ? Tôi lấy điện thoại tôi điện đặt cái hòm giùm cho! Mày đi! Hả trai? Có chai gạp chưa? Đáng cái mặt bây giờ nè, mày trù ẻo tao chết hả? Sao bà nói bà chết đó? Chết ở đây là công việc, chị chết đây nè, kẹt này kia là nó này à. Thiên đụng ơi, sao mà không nói gì đi? Mày nói nghe là cái chuyện gì? Ngày mai đánh uống cơm, mà bữa nay nấu nồi chè, hiểu không? Em uống cơm. Ừ. Nấu nồi chè. Nấu nồi chè. Nấu nồi chè mà có 28 người à. Ừ. Tính đâu nhỏ nhưng mà sợ ngày mai nó đi đông ba mấy người thì đâu có được đâu. Cho chị mượn cái nha, cho mượn cái sao này. Cái xô hả? À cái xô nấu chè. Sao biết cái đám tiền sao không thủ sẵn cái xô mà bự đi ta nấu. Thì cũng tính nấu xương xương thôi, ai biết đâu ngày mai mà lại đâu thấy rồi sao. Rồi đợi tới nước, tới chân rồi mới nhảy. Trời chị đó. Mà nó nghe nè. Hả? Không biết ta nấu hai lần đi, lần ta chia ra. Ôi, không có ngon. Ủa chè mà nấu hai lần không có ngon. Nấu một lần. Mà thẳng cái đó không thủ má. Dạ, chị tính vừa, chị tính đủ với ai ngờ đâu chị lường ra. Không có đủ. Nghe nè, chị mượn cái đòi đi. Trời ơi. Chị em nhau không là tình. Biết mà không sao? Không ngủ sẵn. Em ai đáng thiệt tới. Đợi tôi xíu mượn đồ phải không? Nói cái nồi cho chị mượn đi. Trời ơi. Chị tính là vừa nấu vừa ăn thôi hà. Nhanh nhanh đi nghe. Trời ơi con Liễu cái chồng nè. Chị mà tốt ghê luôn á trời ơi. Bữa nào qua xem được. Trời ơi trời trời. Cái gì vậy bà con nồi? Mày bà mơ mượn cái son. Trời ơi bà ơi là bà. Cái son ta nấu chè cái son người ta gọn gọn thôi. Bộ mình nấu cháo riêng cho nguyên cả làng ăn cái gì mà lấy cái son gì bự vậy? Trời ơi kiếm cái son mà bự đi, lấy cái son mà bự cho bà. Nhà nó có cái son nào không có cái son nào gọn hết trơn á. Không có cái nào gọn. Có cái son mà lớn là bà chịu không? Đợi cái son nó cháo heo của tôi đó bà nội. Mày điên hả? Cái son nó cháo heo kêu nên nấu chè. Bà giờ nghỉ nấu rồi, ngày xưa nhà tôi nuôi heo lắm, nấu cho heo cho heo ăn. Bây giờ á mấy con heo bán hết trơn rồi, để cái son lại rửa rồi. Bà rửa vậy giữ cái son lại cái. Bà được không vậy trời? Được, cái son này bà nấu. Mà nấu cái này 8 lạng ăn luôn, mình nấu xong mà cho người ít cũng được. Cho người ít đem về. Ôi, không có cái son nào gọn hơn hả? Đi thôi, đi khỏi lấy luôn. Thôi, gì cũng được. Mượn đồ mà hỏi đời hỏi quá. Đây là thôi, lần sau với tủ sẵn nha. Biết rồi. Đây bữa cho mới bạc hà nó canh chua nghe tốt quá. Về hà mới sợi thuốc sâu nó lấy không? Tại sao có đám tiền người ta thủ sẵn đồ đạt đi. Biết rồi, bớt rồi. Đợi nước cái háng rồi mới nhảy không à. Hiểu rồi. Cô Liễu ơi, cô có nhà không cô? Của ai vậy ta? Ai Xíu? Ủa? Hiếu còn gì xáo phải không? Dạ đúng rồi. Qua đây kiếm gì hộp có gì không? Dạ tại vì nhà con sáng nấu đám á. À cái đó cô biết, hồi sớm mẹ con qua mượn cái son gì nấu chè rồi. À còn giờ mẹ con nhờ con á qua nhà cô mượn đi mít đũa nữa, nhà nấu đám mà thiếu đũa quá. Ủa ăn chè mượn đũa làm gì con? Rồi con lẽ nấu đám mà nấu có món chè không sao đãi cô. À rồi sao cô trời ơi nói nghe không có ai mà hương thân mắc nết bằng con mẹ của mày trên cô nói ai à lộn không ý cô nói là ý nói mẹ mẹ của con á trời ơi ta biết đám thì người ta tủ sẵn đi chứ để ra nước tới chân mới dậy không à bởi vì hương thân mắc nết dễ sợ luôn cái gì mà mượn hoài không biết thì chứ đi ra chợ xa quá à mượn đồ cô cho nó hả đỡ tốn tiền cái gì à, không có ý là hàng xóm qua mượn cho nó dễ mà. Trời ơi cái gì cũng mượn cho nó riết nó rủa mượn nữa rồi lại xíu nha. Dạ mệt quá trời mệt rồi sao nắng như trời. Nè dạ cảm ơn cô Liễu nha. 40 đũa đó nha. Dạ. Lần sau nói với con mẹ của con á không nói là nó mẹ của con á là ra đi con mua ở nhà sẵn 50% đi để dành đám tiệc đám quả gì người ta mua người ta đãi người ta lấy ra ta xài chứ cái gì cũng mượn cái ta đũa cũng mượn nữa nhớ nha. Dạ rồi. Nhớ 40 nghe xong rửa trả cô nha. Dạ rồi. Mệt quá trời mệt kìa. Thôi con về nha cô Liễu. Rồi. Liễu ơi cô Liễu có nhà không cô Liễu ơi. Còn ai cái gì ta hả? Cô Liễu. Ai sao? Ủa ai vậy? Dạ con xưng gái đi ngoài. Thôi tới đây được rồi. Giờ cái bản mặt của mày với cái mỏ mày dài tao biết con mày là con gái bà Sáu đúng không? Dạ, đúng, nào, đúng không? Dạ. Giờ cái mặt nó đi xuống nhà liền. Qua đây làm gì nữa vậy? Dạ đang đương bằng dịch á. Mẹ con biểu con qua mượn cô Liễu cái thao với mấy cái gỗ. Trời đất thánh thần thiên đụng mấy các buồn gì cũng mượn cái gì vậy trời. Hả? Mà sao không qua ông nói với bà đi mua đi. Dạ mẹ con nó thiếu, con ở ít cái là qua mượn cô Liễu đỡ đi. Trời ơi con thiếu cái nào tranh thủ nó chạy ra chợ nó mua cái đó liền.
chứ cái gì cũng mượn hết trơn vậy, cái thao cũng mượn rồi, sáng mượn đũa rồi mượn cái nồi nữa. Dạ không, mượn thao với mày mấy cái gỗ nữa. Trời ơi, cái gì cũng mượn chứ, kêu bà thiếu cái nào thì chạy vô chợ nó mua cái đó, về nhà nó có là xài, nó dành nó xài cũng được. Trời ơi, lâu lâu nó có đám lần mà, cô Liễu ơi, cho con mượn đi cô Liễu. Hay mượn quá à, quá trời mệt rồi. Đợi một xíu nha. Dạ. Trời ơi, tao nói mấy cái thao mấy cái gỗ mà thì nó không có xài, để trên trần nhà cho nó, bây giờ leo lên lấy con ná thở luôn vậy. Thôi, con cảm ơn cô Liễu nhiều nha. Nói nghe nè, về kêu bà làm xong rồi rửa sạch sẽ trả cho cô nha. Dạ, dạ. Cô làm đàng hoàng nha, đừng bể ra bể từ đền cái chuyện nha. Dạ rồi, con cảm ơn cô Liễu. Cái gì cũng mượn, cái gì cũng mượn chứ chạy. Tao biết tao đám tiền cái thủng sẵn đi. Hay làm phiền người khác quá. Cô Liễu ơi. Cô Liễu ơi. Cô Liễu ơi. Cô Liễu ơi. Cái nhà rồi, cái nhà đâu, ở đâu, ở đâu, ai cái gì vậy? Mẹ con sai luôn. Cái khúc này con bà Sáu đúng không? Dạ đúng rồi. Chạy đến ba. Sao em biết vậy? Bây giờ có mang mặt mày là đi với bà Sáu đi nè. Không có gì. Khi giáo quán ngày nào là biết là con bà Sáu đi. Rồi sẽ cái mượn cái gì nữa? Mượn cái lo, bà sai luôn đây mượn cái lo kìa. Cái lo gì? Cái lo hát á. Bà sao cái không kêu bà mướn đây? Mướn tốn tiền lắm, hát có chút xíu à. Bà đó gì đó. Thà mướn tốn tiền, thà đi mượn người khác gì đó. Thì cô ráng gì cô cho mượn đi. Trời đất, cái nào vô đụng ngô. Thà đi mượn người khác sợ tiền chứ không dám mướn. Thì cô để không nó làm gì đâu, cái mẹ cô mượn đi, để không ngốt nó chuột cắn hư. Hư cái mẹ tao, cũng là của tao. Tao cái gì cũng mượn hết trơn vậy hả? Ai biết đâu bà sai qua đây mượn mà, nó không biết gì đâu. Trời ơi, nó nghe nè. Không có gì đi xe tải qua dọn hết trơn rồi, nhà tao đi bẩn đi. Nó quá trời mệt mỏi rồi. Ơi, mượn nha. Về nói với mẹ con á, là bây giờ á, gặp đi mình muốn mượn cái gì, cái mình ghi danh sách đi, ha, đi mua. Hay là mình qua đây mình mượn cái một luôn, ghi danh sách đi. Chứ lấy đồ quá cho mệt mỏi rồi, cái gì cũng mượn hết trơn á. Hay mượn quá à, biết đám tiệc sao qua sao không, vậy đi mua đi, thì có là xài. Ơi, cái gì cũng mượn được chứ. Nhắc chút xíu mà. Chứ mày muốn hát bao nhiêu, mày hát dài ngày hả? Ngủ chưa có nghi ngộ nữa. Nè về. Linh thì cẩn thận nghe. Khoan. Gì nữa? Lấy tô điện cho cô mượn luôn đi. Nhà mà không có điện. Ổ điện ngắn ngủn mà không có đủ dây. Trời ơi, tao quá trời mệt mỏi với mày luôn thiệt luôn á. Mà thôi về đi, không có điện đâu, điện cái cấm, cái cấm chuồng gà rồi. Không có điện thì về đi, tự đi kiếm đi. Ủa? Ai vậy? Con à. Mày là con Băng. Con gấu bà Sáu. Phải không? Mày khỏi giới thiệu đi nha. Để có người ta biết mày con bà Sáu rồi. Trời ơi, mày nổi tiếng quá. Mày có bán hàng quá sớm mà chuyên gia cũng nhai ta từ đâu rồi. Mày chọn bó, chọn dép cho mặt con không hưng không? Hả? Sao có mũi, có cam gì đó mà mày chai được. Mày bán thì nổi tiếng mà. Con đang làm gì? Cho mẹ con. Cho gì? Mẹ biết ga. Biết ga. Cái gì mà mượn hoài, đừng dừng hỏi mẹ cái gì mà mượn hoài mượn hả? Còn gì đấy mà mượn nữa không? Mà mượn hết đi. Làm cuối chưa? Đó. Chắc chưa? Mà mượn ga làm cũng được. Con không biết nữa nè, em chơi chỗ lo cái sai đi qua mượn biết ga. Cái gì mượn hoài hả? Ôi, có gì mà hỏi hả? Đại xin. Cái gì cũng mượn được chứ chạy. Hả trời mệt đây nè. Nghỉ đi nha. Hết cái mượn rồi đó. Mà khoan, nãy mẹ con dặn kêu mượn mấy chị ga thức đi. Mày về thôi hả? Mày mà không về lên thang con biết cái mặt mày liền. Đi gì bả? Thôi. Trời ơi, cái bình ga nó mượn nữa. Chị hết thì bắt cầm cái bông qua nó mượn được. Tôi về quá. Liễu nè, chị Sáu nè Liễu ơi. Ủa, đi đâu đóng cửa rồi trời? Đóng cửa nhà không biết nữa. Liễu ơi. Liễu. Coi sao không nữa. Trời ơi, dễ gì. Liễu ơi.
Liễu ơi. Ha. Cái bụng mi. Chị em. Ủa chị tao phát trước rồi mà. Ôi chị leo qua bên đây chị đi vô chị biết em ở nhà mà. Ôi. Qua là nhìn cái gì hết cái mượn rồi hết cái gì cho mượn rồi. Có mượn gì nữa đâu. Sáng giờ chị sai mấy đứa con mượn chưa này. Hóa chị mệt rồi. Đây. Cái đầu đứt để trên này kệ mà leo lên lấy một lần muốn chết luôn nha. Bởi vì chị biết chị thương em chị mới nấu chè xong đeo cho em nè. Ôi chè sao nước đó. Ôi ăn chè lắm nha. Chè hạt ngon lắm ngon lắm. Ôi chè nước ngon vậy anh ấy. Sao nấu xong chưa? Xong hết chưa? Xong đậu chưa? Ê nghe nè mượn đồ nhớ trả nha má. Biết rồi chị biết mà. Rồi. Ôi tình làm nghĩa sớm với nhau không mà chị biết hết trơn. Nói nghe nè. Gì? Chị kẹt quá sao chị mượn 2 triệu á. Cái này chị đi mua đồ đánh cơm. Sáng chồng chị kêu mua đồ mà thiếu. Thiếu tiền. Thôi chị mượn 2 triệu đi ngày mai ta đi đám xong chị gửi lại cho. Mượn nữa. Một lần này nữa cuối cùng rồi. Mượn nữa hả? Ủa có 2 triệu. Sao cái quần què mà có mượn như vậy? Thì đó. Thì có mượn 2 triệu mua đồ đẹp không chứ chị có mượn. Sao ai mượn cái gì? Ôi chị em tình nghĩa chơi thân mấy lâu hả? Đợi xíu. Có lửa tắt đèn có nhau mà em. Mệt dữ thiệt chứ đợi xíu nha. Rồi. Bé thì dễ thương chọc. Ô có me nữa à. Ôi con Liễu này me nó mua chi nhiều cho bọn có bầu đi chờ đây chứ mượn nè. Ủa cái gì vậy? Cái quần của tôi đó. Ủa chị mượn tiền chứ mượn cái quần làm gì? Cho mượn cái quần á. Là sao? Để cho mượn cái quần nè. Nè hửi cho tỉnh. Ôi trời ơi cái quần gì cũng mượn được trơn á. Ờ cái gì nữa đây? Tiền ơi, hả? Con này nè tiền hay gì? Ừ tiền. Ủa sổ đỏ của em đưa chị gì ạ? Đúng rồi, sổ đỏ nhà em. Ừ. Đưa chị mượn luôn nha. Chị coi đi cầm được á, cầm xong rồi mình lấy tiền mua đồ nha. Cái này đi đâu mượn? Hả? Còn thôi á, kêu sáng cuốc lại á, cuốc cái nhà tôi để bên nhà bà bảnh á, rồi có cái gì xài được vô nhà lấy nha. Nó mệt em quá à. Tình làng nghĩa sớm tối lửa tắt đèn của nhau mà hay dị quá. Bà khỏi tắt, bà tắt một mình bà đi nha. Nhà tôi xài đèn điện, không có tắt gì hết trơn, còn đâu chạy máy dầu. Thì lâu lâu chị em mượn 2 triệu làm nhiều lắm gì đó. Cái gì lâu lâu? Hả? Hồi sáng giờ mà kêu cái dòng cái họ con cái của bà qua mượn. Thí điều mà bà chạy muốn chết luôn nha. Cái gì cũng mượn được chơi, biết ta làm sao cũng sẵn đi. Hả? Ờ thì mà thiếu mình tới mới mượn. Không, thôi bớt mượn đi, bớt mượn đi, nghỉ mượn đi nha. Quá trời mệt mỏi rồi, không có tiền bạc cho mượn cho nó. Lâu lâu nhà chị mới đám làm mà em làm như nhà chị ngày nào cũng đám như Liễu. Chứ mà muốn đám hoài mà lâu lâu. Thì em chị biết. Bà nói tí nữa là ngày mai đám ma bà luôn đó. Thì sẵn làm 2 cái dòng 1. Đi vậy. Cho ông cho gì thôi mà xài xẻ ra quá vậy. Đi không. Ôi trời đất thích thôi. Thiệt tình con này. Đi không.